Bài 42, chúng ta sẽ học các phần từ vựng ở bài 42 nhé. Ký kê chắc tùng, ký kê chắc tùng, ký kê chắc tùng. Vận hành máy móc. Chắc tung ha tà, chắc tung ha tà, chắc tung ha tà. Vận hành. Sa dung ha tà, sa dung ha tà, sa dung ha tà. Sử dụng. Nú rư tà, nú rư tà, nú rư tà. Ấn. Hồn ly tà, hồn ly tà, hồn ly tà, hồn ly tà. Đẩy lên. Né ly tà, né ly tà, né ly tà, né ly tà. Gạt xuống. Thuần ly tà, thuần ly tà, thuần ly tà. Vặn xoay. Kiêu tà, kiêu tà, kiêu tà. Lắp đặt. Cút tà, cút tà, cút tà. Cắm. Pê tà, pê tà, pê tà. Tháo ra. Khởi tà, khởi tà, khởi tà. Treo móc vào. Chóc che ha tà, chóc che ha tà, chóc che ha tà. Phù hợp. Phu trăng chắc cóp, phu trăng chắc cóp, phu trăng chắc cóp. Đóng gói bao bì. Chế tà, chế tà, chế tà. Đo đạc. Cha rư tà, cha rư tà, cha rư tà. Cắt chặt thái bằng cưa dao. U đi tà, u đi tà, u đi tà, u đi tà. Cắt xén bằng kéo. Chọc tà, chọc tà, chọc tà. Gập. Bù chi tà, bù chi tà, bù chi tà. Dán. Thay tà, thay tà, thay tà. Treo móc. Chú chơi ha tà, chú chơi ha tà, chú chơi ha tà. Điều chỉnh. Hoàn xong ha tà, hoàn xong ha tà, hoàn xong ha tà. Hoàn thành. Chế chắc ha tà, chế chắc ha tà, chế chắc ha tà. Chế tác. Ôm ghi tà, ôm ghi tà, ôm ghi tà. Chuyển đi. Mục chè, mục chè, mục chè. Vũ sẽ. Xuân chạp bi, xuân chạp bi, xuân chạp bi. Tay cầm. Khuôn phan chỉ, khuôn phan chỉ, khuôn phan chỉ. Vì các công. Chung bun ha tà, chung bun ha tà, chung bun ha tà. Đầy đủ. Nam tà, nam tà, nam tà. Thừa. Phần trăng, phần trăng, phần trăng. Tô chữ. An chân hàn, an chân hàn, an chân hàn. An toàn. Thô củ, thô củ, thô củ. Dụng cụ, công cụ. Sa dung bộc, sa dung bộc, sa dung bộc. Cách dùng. Hắc xin, hắc xin, hắc xin. Chắc chắn. Um chi ki ta, um chi ki ta, um chi ki ta. Di chuyển. Từ vựng của bài học chúng ta tới đây là kết thúc rồi ha. Chúc mọi người học tốt và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.